Thưa quý vị, thực hiện quyết định 2788 của Ủy ban Nhân dân thành phố với phương châm ai ở đâu ở đó, bắt đầu từ 8 giờ ngày mai ngày 16 tháng 8, các đơn vị địa phương đã khẩn trương triển khai các phương án, đảm bảo các điều kiện để tổ chức thực hiện nghiêm việc siết chặt giãn cách để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Theo thống kê, quy mô dân số của quận Liên Chiểu là gần 204.000 người. Qua đánh giá nhu cầu thiết yếu của người dân trong 7 ngày, quận đã có phương án cụ thể để cung ứng. Ngoài nguồn cung từ Sở Công Thương thì trên địa bàn có 6 nhà cung ứng cùng hệ thống 17 cửa hàng Vinmart để đáp ứng nhu cầu người dân. Hơn 4.800 hộ khó khăn và công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch cũng sẽ được hỗ trợ phù hợp. Bố trí các lực lượng quản lý, giám sát và tiếp nhận cái nhu cầu của người dân. Đồng thời, quận cũng xây dựng cái phương án, kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ cho các đơn vị từ cái phương án tiếp nhận nguồn lương thực hàng hóa cho đến cái phương án phân bổ đến khu dân cư, đến tổ dân phố. Cũng như quận Liên Chiểu thì các địa phương khác cũng đã triển khai các phương án để thực hiện siết chặt giãn cách bắt đầu từ 8 giờ ngày 16 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, thông tin đến nhanh nhất với người dân để mọi người ai ở đâu ở đó. Thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà, rút kinh nghiệm từ quận Sơn Trà, việc cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân cũng đã được lên phương án xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở. Cũng thành lập các tổ ứng cứu lương thực thực phẩm ở 9 cái khu vực dân cư. Và trách nhiệm của 9 cái tổ ứng cứu lương thực thực phẩm này thì họ sẽ có cái chủ động liên hệ với các siêu thị để đặt hàng cung ứng trước. Và sau khi là các cái mặt hàng được siêu thị chuẩn bị rồi thì Ủy ban dân phường sẽ hỗ trợ các cái xe vận chuyển để đưa các cái mặt hàng thiết yếu đó đến từng cái khu vực giao cho tổ COVID cộng đồng để giao đến từng hộ dân. Những ngày qua thì nhà tôi cũng đã chuẩn bị mua ít thực phẩm dự trữ rồi. Sắp tới đây 7 ngày tới thì có gì thiếu thốn thức ăn thì tôi cũng nhờ tổ dân phố mua giúp giùm. Mục tiêu cao nhất của đợt siết chặt giãn cách lần này là ai ở đâu ở yên đó. Vì vậy, công tác tuần tra kiểm soát chốt chặn các địa bàn sẽ được các địa phương chú trọng. Các quận huyện, xã phường cũng sẽ duy trì một số chốt kiểm soát như vừa qua, đồng thời tăng cường kiểm tra lưu động, giám sát từng khu dân cư để nhắc nhở và xử phạt các vi phạm. Duy trì là 184 cái rào chắn cứng trong khu dân cư và đã quán triệt cho Ủy ban nhân phường tiếp tục rào chắn những cái tuyến đường mà còn chưa chặt chẽ. Và riêng ở dưới khu dân cư thì có 60 cái tổ khu dân cư, người ta đã thực hiện cái tổ của khu dân cư để quản lý người dân, bắt buộc người dân phải ở nhà, không cho ra đường. Theo quyết định 2788, thì thành phố chỉ quy định một số trường hợp cụ thể ra ngoài trong 7 ngày giãn cách và được cấp thẻ nhận diện. Các công sở cũng làm việc không quá 10%, doanh nghiệp bố trí tối đa 30% lao động làm việc và phải đảm bảo 3 tại chỗ. Hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Việc thành phố siết chặt giãn cách là biện pháp cần thiết lúc này. Thành phố kêu gọi người dân chia sẻ khó khăn, cùng đồng làm. Ai ở đâu ở yên đó để sớm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.